Xin tổng chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Hôm nay là mùng 10 đầu năm này, mình để tiếp tục mình lại xả tàn lại cây mai này cho mọi người xem nhá. Đó, thì cây mai chơi xong nó chuyển sang cái lá nó già già như này là mình tỉa là nó khỏe rồi này. Đó, mình không có tiếc gì hết, cứ bấm đi, bạo tay bấm, càng bấm thì sau này nó đẻ ra thì nó nhiều tay tán hơn, chơi thì nó mới nhiều hoa được. Đó, thì cái cây này trước tôi cũng ghép nhưng mà chơi thì năm nay cũng chơi được nhưng nó ít hoa, nhưng mà hoa nó đẹp lắm, hoa nó bự nó to. Cái giống ghép là cái lá to này là hoa to lắm. Đó, thì cái này là tôi ghép giảo nhung nên là rất là to. Đó thì mình không có chơi xong là mình không có tiếc, mình không nên để, mình phải bấm bấm lại trước hết là cho nó khỏe cây. Thì thứ hai nữa là nó ra tán nó đẻ ra nó nhiều. À, lúc đó rồi sau bắt đầu mình mới thấy ra cái nào mà hợp lý thì mình lọc, mình bấm cái này là nó sẽ ra hai, hai ra bốn, bốn ra sáu, tám rồi nó ra quá trời luôn. Lúc đấy mình lại lọc lần nữa. Nếu mà mình chơi xong mà mình không bấm nó đi là nó không không bao giờ dày tán được. Thì bữa trước là mùng 6 là tôi đã tốt hết cái nụ nó đi rồi cho nó khỏe cây mà để nó không mất sức. Cái nụ cái hoa đấy, cái hạt đấy là tôi tuốt hết rồi. Bây giờ là tôi thấy cái lá nó chuyển sang cái màu dày dày già già này là mình côn lại là cây nó rất chi là khỏe. Đó. Nên là mọi người chơi cây xong là năm nào cũng vậy, mình chơi xong mình muốn cho cái cây nó dày tàn nó nhiều tán ấy là mình phải bấm côn nó lại. Đó thì mình căn cái mục mà cái chỗ nó gần 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 nếu mà nó có cái mọc ấy là mình bấm ngay cái chỗ đầu đó. Đấy. Mình còn cái mình bấm sát quá là không ấy, mình cứ côn nó lại vì sau là nó tiếp tục là nó lại đẻ ra. Đó, cứ bạo tay mình làm không có sợ gì hết. Mình cắt như này đến lúc là nó lại đẻ ra nó mới nhiều. Đó. Thì cây mới ghép nhưng mà sang năm năm nay là bắt đầu là nó khỏe, nó nhiều tán, này chơi nó mới nhiều hoa được. Đó, mình bấm mình không có tiếc. Đó. Mình xoay lại như này. Đó, cái này cái chơi trước nó bị thiếu chi đấy, thì có bẻ cái tay này. Giờ tôi gỡ ra. Gỡ ra xong mình côn bớt lại. Đó. Đó. Thì cái cây mình chơi xong Tết này là mình cũng không chưa chưa vội bỏ phân nhé mọi người nhé. Khi mình xả hết cái lá cái mầm chồi như này là nó không chưa có ăn cái gì hết thì mình cứ có cái dưỡng rễ mình hòa ra mình tưới cho nó. Nói chung là mình có cái gì mình cũng xài được hết. Nói về dưỡng rễ thì Atonic được, rốt 2 cũng được, rốt 9, rốt 10 thì có hết. Hoặc là N3M. Đó. Thì mình pha nó bắt đầu mình tưới cho nó, xịt cả vào thân luôn. Đó. Xịt vào cái chỗ mình xả tàn này luôn xong rồi tưới xuống gốc ấy. Đó, cây này nó còn khỏe thì mình chưa cần vội thay đất. Bao giờ mình thấy nó yếu thì mình thay, còn bây giờ cái chất trồng nó đang còn tốt thì chủ yếu mình hòa dưỡng rễ mình tưới cho nó. Thì sau này mình có nếu mà có phân chuồng ấy, có phân gà nén hoặc là phân bò khô ấy, mà ủ khô kỹ rồi đấy thì mình rải lên lớp mình tưới cho nó là thấm xuống là cây nó rất chi là khỏe. Những cây này là nó ra như này là nó mạnh lắm này. Đó. Thì cứ côn lại sao cho nó theo cái sở thích của mỗi người, nhìn sao cho nó tròn tròn cái tàn của mình, mà mỗi người xả tàn theo mỗi ý. Đấy. Còn tôi thì cứ chơi xong xả như này là nó mọc ra là mình lại lựa lại cái nào mà mình không cần thiết nữa thì mình bỏ đi. Đó. Rồi bây giờ tôi quay tổng thể cho mọi người xem này. Đây cái củ đế nó đấy. Đấy cái cây này nó cũng già cây rồi, này cũng tựa tựa như kiểu nó cũng đang xù ra me cái đầu đây này, những cái đầu đây là mình cắt rồi sau nó mọc ra đấy, nó mọc ra nhiều luôn đấy, là bắt đầu mình nuôi ra lúc đấy mình vào dây mình định hình lại cho nó đều. Đó đây này, cái chỗ trước tôi ghép này giờ nó đã liền rồi. Đó liền rồi, nhưng mình côn nó lại như này thì nó mới đẻ ra nhiều nhánh nữa. Đó. Đây này những cái đầu này thì sau này là nó mới mọc ra. Đó. Bộ củ nó nhìn dễ thương không, nó kiểu như nó đang xù xù cám ấy. Đấy. Nhìn cái cây nó cái bộ củ nó chơi cây là phải kiếm được cái củ, nói về dòng chơi cảnh nhá, chơi Tết nhưng mà ngày thường là mình ngắm cái củ này nó cũng sướng đó. Thì mọi người chơi cây là cố gắng lựa sao cái cây cho nhìn cho nó xinh, sau này mình chơi nó không chán, ngày thường vậy mình chơi mình ngắm nó khoái lắm, chỉnh sửa vào dây mình tưới tắm cái độ ẩm cho nó là lúc nào cũng phải trên chậu này, là ngày nào mình cũng phải tưới, sáng tưới chiều là nó phải khô nó mới khỏe mạnh được cái cây, mà nó phải thoát ra cái bộ đế là cái đít chậu là mình làm sao cho nó thật thoát nước là tốt. Mình nhớ là mà xả xong cũng chưa cần vội phân bón gì đâu, nó cũng chưa có ăn được vì nó chưa có ra lá đó. Thì mình chủ yếu là dưỡng rễ cho nó tưới cho nó, rồi là khi nó nhích cái mầm non là mình nhớ, các bạn nhớ là
hòa thuốc sâu mình phun cho nó để con bọ trĩ nó khỏi hút cái lá non nó. Vì khi cái lá non nó ra là thường thường con sâu nó hay chích vào là nó làm suy cây đi. Đấy. Rồi mọi người thấy hợp lý thì cho mình một like nhé, để mình có cái động lực mình lên video sau. Ai đăng ký rồi thì xem, còn ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký để nhận được video tiếp theo nhé. Rồi chân thành cảm ơn mọi người. Sang năm mới mình chúc mọi người có sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc. Cảm ơn mọi người.